Là những thông tin tại thành phố Bà Rịa. Nhân kỷ niệm 77 năm ngày Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2 tháng 9, đoàn lãnh đạo thành ủy Bà Rịa đã đến thăm hỏi tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Đường, mẹ Việt Nam anh hùng Võ Thị Huê và 4 thương bệnh binh trên địa bàn xã Hòa Long. Đến thăm các mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách tại xã Hòa Long, lãnh đạo thành ủy Bà Rịa ân cần thăm hỏi sức khỏe đời sống của các mẹ, các thương bệnh binh, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với những công lao và hy sinh to lớn của các mẹ, các thương bệnh binh đã cống hiến cho Tổ quốc, cho nhân dân. Được biết, nhân kỷ niệm 77 năm ngày Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2 tháng 9, thành phố Bà Rịa thành lập 4 đoàn đến thăm tặng quà cho 20 gia đình chính sách trên địa bàn thành phố. Ủy ban nhân dân xã Hòa Long phối hợp Phòng Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Bà Rịa tổ chức lễ bàn giao nhà ở cho bà Phan Thị Kim, ngụ tại ấp Đông, xã Hòa Long. Bà Kim là con của liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Ngôi nhà có tổng kinh phí xây dựng 150 triệu đồng do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu hỗ trợ. Trước đó, các nhà hảo tâm đã tài trợ cho gia đình bà Kim một số công trình phụ và vật dụng thiết yếu phục vụ sinh hoạt gia đình với tổng trị giá 65 triệu đồng.